Chào mừng các bạn đến với Young Music. Yeah, chào mừng các bạn đến với Thái Nguyên. Welcome to Thái Nguyên. Hẹn gặp lại tất cả các bạn vào ngày 8 tháng 3 tại nhà thi đấu Thái Nguyên. Giang Bi hẹn gặp lại tất cả các bạn tại Thái Nguyên vào ngày 8 tháng 3. Yo, check it out. Chào mừng các bạn đến với chương trình Young Music tại Thái Nguyên ngày 8 tháng 3. Mình sẽ có mặt đó với các bạn. Và ngay sau đây là hot girl Salim. Salim, chào các bạn nhé. Xin chào tất cả các bạn. Đây là Quỳnh Anh Xin. Đây là Bích Trần. Vào ngày 8 tháng 3 tới, bọn mình sẽ tham gia một chương trình có tên là Young Music, được tổ chức tại nhà thi đấu thành phố Thái Nguyên. Hẹn gặp lại tất cả các bạn. Sắp tới thì mình tham gia một sự kiện rất là lớn. Tên là gì? Young Music. Tổ chức tại đâu? Tại trung tâm thi đấu thành phố Thái Nguyên. Ngày nào? 8 tháng 3. Và mình rất hy vọng sẽ gặp các bạn đấy. Xin chào tất cả quý vị và các bạn. Đây là MC Young Music. Và đây là MC Free Flow. Rất mong được gặp các bạn, những người trẻ và vui vẻ. Peace. Và ngày 8 tháng 3 sắp tới này sẽ là ngày Quốc tế Phụ nữ. Young Music của chúng tôi sẽ được tổ chức tại nhà thi đấu thành phố Thái Nguyên. Và hẹn tất cả mọi người tại đó. Các bạn hãy nhanh chân lên, với giá vé chỉ 99.000 đồng. Một bữa tiệc âm nhạc thật là sôi động dành cho tất cả các bạn vào ngày 8 tháng 3 này tại nhà thi đấu thành phố Thái Nguyên. Hẹn gặp lại tất cả các bạn tại ngày hôm đó nhé. Đánh quá. Xin chào các bạn, mình là Andre Brighthead. Vào ngày 8 tháng 3 này mình sẽ có mặt tại Thái Nguyên để tham gia chương trình Hip-Hop Underground và Young Music tổ chức. Các bạn nào đấy không thích gặp các bạn đấy nhé. DCMA. Mình và anh Hoàng Tôn sẽ gặp lại các bạn ở buổi diễn hôm đó. Hẹn gặp lại các bạn nhé. Anh Hoàng Tôn.